Hello, xin chào toàn thể các bác. Trong clip này thì em xin được giới thiệu lại cái mẫu loa audio Phần Lan. Hiện tại cái số lượng thì em chỉ còn có 2 cặp. Nó có giá rất là tốt cho các bác, bắt 30 dòng audio Phần Lan thì cái chất âm của nó rất là hay nhá. Em sẽ làm clip nhanh gọn, tránh mất nhiều thời gian để các bác xem. Cái thùng rất là to và lặng. Đây. Thùng cân các bác nhé, thùng cân to đẹp. Dòng này thì làm chút cả cái mặt sau audio Phần Lan, mã của nó là H12. Đấy, còn mã H15 là bát 40, còn này là bát 30 thì mã là H12. Đối với dòng này thì nó lại không ghi công suất ở đây, để các bác có thể check ở trên trang chủ audio Phần Lan chính hãng. Nào còn rất là đẹp. Đây. Khi mua bất cứ một cái sản phẩm nào thì các bác nên quan tâm về cái chất lượng linh kiện bên trong của nó. Tên bên ngoài nó chỉ là một phần thôi. Và như đây nó có tháo sẵn rồi để quay đỡ mất nhiều thời gian. Bát 30, từ con này từ 200. Côn 76 nhá. Bát dòng này nó cũng dòng bát Đức. Các bạn nhìn xương loa này. Đây là những cái chỗ lỗ thông hơi, nó có đệm luôn cả miếng mút chống bụi ở đây. Nếu các bạn nhìn qua thì sẽ nghĩ ngay đến cái dòng bát của thương hiệu B3. Con này thì nó cũng như vậy đấy, nó cũng cùng một mẹ đẻ ra. Xương các bạn nhìn nước sơn này đẹp. Nó sử dụng Tep Selection. Tep Selection. Rất xịn nhá. Anh em phải để ý cả cái lớp keo đây nhá. Lớp dòng Tep Selection này có cả keo đâu. Keo nó có nước keo màu hồng, con này màu nó hơi xanh xanh. Con nào không keo này là tép nhái, cho hàng mới. Bởi vì cái dòng này nó có cả tép nhái mà. Đây, loa cũng vậy, loa này cũng phải có cái lớp keo ở đây nhé. Hàng bãi này có lớp keo, còn như em làm quen rồi em chỉ cần nhìn cái từ của nó. Từ nó đây là sẫm như này. Từ xịn. Côn con này là côn 76 nhé. Bảng rất là đẹp. Bảng cực kỳ đẹp. Côn 76. Màng này là màng chống nước nhá các bác nhá, màng chống nước gân vải tầm dầu. Phần tần của nó đi. Dòng audio Phần Lan thì cái phần tần của nó thì nhìn đơn giản như này thôi, nhưng mà cái chất da nó rất là hay, tiếng chất da của nó cực kỳ hay luôn. Trong bông mút tiêu âm thì cũng như cái dòng loa B3 và dòng 3G, dòng FPD. Các bác nhé, hiện tại em còn 2 cặp, giá 8 triệu rưỡi một cặp, 8 triệu 500 nghìn cặp. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sau Đỏ, Trinh, Hải Dương. Clip này thì em xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.